một hai năm sáu bảy hai. Chàng này em yêu chiếc khăn ngày nào nên sáu bảy. Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Và tiếp tục có video đây thì trước mắt qua đây, ngày hôm nay em sẽ xả cho bác một dòng vang đến từ thương hiệu của Tamashi Pro, hàng thương hiệu Nhật Bản nhá. Thì ngày hôm nay em còn 15 chiếc, em sẽ xả cho bác nào nhanh tay. Một dòng vang đầy đủ cổng qua Bluetooth, trông hú cực kỳ tốt luôn. Model FX17 Plus, hàng nguyên hộp xốp, chính hãng, bảo hành 1 năm. Đây, quan nhìn thiết kế của mặt con vang này rất là đẹp. Và đố dòng vang này thì thực sự bác nào cũng có thể chỉnh được. Và nó trông hú rất là tốt. Anh em vừa nghe phần echo rất là ngọt nhá. Hàng chính hãng của Tamashi, được chưa? Tất cả hàng chính hãng luôn, bảo hành trong 1 năm. Và đây đằng sau của chiếc vang đây. Đây, con này sẽ có đầy đủ cổng quang và bốn tút đây, sẽ là hai đèn nhạc vào hoa sen. Left và right là hai đèn dao chính này, được center và đường sup. Con này nó hỗ trợ cả jack mic calon và 6 ly đằng sau, rất tiện lợi cho anh em nào muốn cắm mic không dây sau này. Và đằng trước con vang đây rất là đẹp và rất dễ chỉnh. Đầu tiên là to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic và effect vang nhại tổng. Và đối với dòng vang này rất dễ chỉnh luôn. Bác chỉnh bass chung và check của nhạc ở đây, bass chung và check của mic. Và đây phần echo, con này sử dụng echo kép, nó kết hợp dị vật rất là ngọt luôn nhá. Và đây bật tắt trung hú nhá. Và đối dòng vang này nó có cả điều khiển luôn. Đấy, em sẽ xả 15 chiếc cho 15 bác nhanh tay với mức giá cực kỳ sốc luôn, cực kỳ sốc. Tamashi, hàng chính hãng luôn, bảo hành 1 năm nhá, có đầy đủ điều khiển từ xa, rất là đẹp luôn. Bác nhìn mặt của nó này. Và em sẽ alo bác nghe tiếng mic và test bác nghe đoạn karaoke, bác sẽ nghe cái chất âm của dòng vang này. 1 2 5 6 7 2 đi sáu bảy đi bao lá vàng đốt từ tình cũ với mây trời xa dịu bước em đi. 5 6 7 bác nghe tiếng mic thực sự là cực kỳ bay luôn. Và tất cả sản phẩm này bảo hành 1 năm đấy, bác nghe tiếng rất là sáng và bay, echo cực kỳ ngọt luôn. Và em xin báo giá luôn, em xả có 15 chiếc thôi. Giá hiện nay những con vang này bán ngoài thị trường là 2,1 triệu 2,2 triệu. Nhưng ngày nay bác nào chốt hẹn ngay cho em bán anh em 1.250.000 một chiếc, em bao ship bảo hành 1 năm tặng cho Jack Long. 1.250.000, bác nào chốt hẹn ngay cho em 1.250.000. Thực sự một con vang cao cấp này em xả này bác 1.250.000. Nó quá rẻ luôn, đầy đủ cổng qua Bluetooth nhá. Trông hú cực kỳ tốt, bác nào muốn nâng cấp âm ni hoặc nâng cấp bộ dàn của bác sở hữu con vang này. Rất là ngọt, 1.250.000. Bác nào chốt hẹn ngay. Bây giờ sẽ test bác nghe bạn karaoke, bác nghe cái chất âm của dòng vang này. Đấy, sẽ test trực tiếp cho con vang Tamashi model này FX17 Plus này. Và chỉ xả có 15 chiếc thôi, 1.250.000, nó quá rẻ luôn, hàng chính hãng. Đấy, giá ngoài trường bán 2 triệu mấy, em bán 1.250.000. Và cùng nghe qua chất âm nhá. 1, 2, 5, 6, 7. Sáng luôn nhá. Bác nghe chất âm nhá. Chẳng là em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ai ân tràn đầy. Chẳng là em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hờn chi em nét mi đượm buồn, giận hờn chi em chút thêm buồn phiền. Giận hờn cho nhau nỗi đau thật lòng, vắng xa thật rồi người ơi biết sao. Trả lại cho em, trả lại cho em nơi nào yêu thương còn nằm trên môi. Và tình ta đó những đêm chẳng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó xuyên tình cách xa. Tình yêu ban đầu còn đâu đánh xa ta, bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa ngàn trùng. Kỷ niệm
Niềm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Ok các bác, 1.250.000 bác sử dụng một con vang. Thực sự bác nghe tiếng tiếng echo của nó quá hay luôn. Con này sử dụng echo kép, tiếng nó quá mượt mà luôn nhá. 1.250.000 xả đúng 10 năm trước thôi. Và xin chào các bác nhá.